À, xin chào tất cả các bạn các anh chị các cô chú lại là an đây à, thì khi mà nói chuyện với an rất là nhiều anh chị nhiều cô chú mình đồng ý với cái quan điểm của an bảo hiểm nhân thọ rất là cần thiết đối với mỗi cá nhân cũng như là với mỗi gia đình nhưng mà anh chị cô chú lại có một cái suy nghĩ là bây giờ anh chị còn trẻ quá anh chị chưa cần phải mua bảo hiểm nhân thọ thôi đáng đợi tới lúc mà bốn mấy năm mấy tuổi lúc đó mình à, mua rồi mình trả một vài năm thì lỡ mình có chuyện gì thì ngồi nhà của mình được một cái số tiền à, cái suy nghĩ đó là cái suy nghĩ mà em thấy rất là nhiều người nghĩ nhưng mà các bạn các anh chị các cô chú mình quên một điều á nếu như mà các bạn các anh chị các cô chú mình suy nghĩ ra được như vậy thì những cái công ty bảo hiểm nhân thọ nó đã có mặt ở trên thị trường ví dụ như em nói Marsh mutual ví dụ như là new york life nó đã có ở trên thị trường một trăm bảy mươi mấy năm rồi thì tại sao người ta không có suy nghĩ ra được cái như vậy thành ra đó bảo hiểm nhân thọ giá tiền hàng tháng mà mình đóng tiền nó sẽ dựa vô ba yếu tố thứ nhất là cái gì độ tuổi thứ hai sức khỏe và thứ ba là cái giới tính của mình rồi ở những cái độ tuổi càng trẻ mình mua những cái bảo hiểm nhân thọ nó sẽ càng rẻ các bạn các anh chị các cô chú đợi tới năm mươi mấy sáu mấy tuổi mua được không đương nhiên là được nhưng mà cái giá tiền mà mình đóng ở đó có thể là nó gấp 20 lần so với lại cái tiền mà các bạn các anh chị các cô chú mua ở những cái thời điểm mà mình chỉ mới có hai mươi mấy tuổi thôi đó là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là đã có những cái người khách của an à, an gặp rồi tức là tới thời điểm mà mình mua bảo hiểm dân thọ thì công ty bảo hiểm người ta có quyền người ta không bán cho mình tại vì cái sức khỏe của mình nó nằm ở những cái um khu vực mà những cái công ty bảo hiểm nó gọi là high risk nó có những cái bệnh mà các bạn các anh chị các cô chú mình mắc phải rồi công ty bảo hiểm người ta sẽ không bán cho mình ví dụ như là người Việt Nam của mình hay bị nhiễm viêm gan B viêm gan B rồi mình uống thuốc nó còn active hay là không active rất là nhiều người Việt Nam của mình khi mà qua Mỹ bị nhiễm viêm gan B một trong những cái lý do là khi mà mình ăn uống á mình hay à, gấp đũa chung rồi mình hay gấp cho người này gấp cho người kia dẫn tới là việc lây lan viêm gan b và khi mà mình bị viêm gan b đó Thứ nhất là công ty bảo hiểm người ta rất là hạn chế bán cho những ai bị viêm gan B Nếu như mà có bán á, thì nó cũng sẽ bán với lại cái giá rất là cao Đó thành ra không phải tới lúc mà mình cần mua, mình muốn mua là mình sẽ mua đồ Tại vì nhiều khi lúc đó mình lớn tuổi, nhiều khi trẻ mình không bị bệnh Lớn tuổi mình có những cái căn bệnh mà công ty bảo hiểm người ta không bán cho bản thân của các bạn, các anh chị, các cô chú Thành ra đừng có đợi để mà mua những cái bảo hiểm nhân thọ Tại vì ra bảo hiểm nhân thọ nó có thời gian ngưng đóng mà mình mua càng trẻ mình đóng tiền càng ít